chị cũng có thể nhìn thấy là em Ngọc đang đứng tại tầng 5 của siêu thị nội thất Nga Hùng. Đối với một cái thời đại là 4.0 chuẩn bị bước sang 5.0 rồi, với cái sự phát triển mạnh cực kỳ mạnh mẽ của thị trường cũng như là sự phát triển của khoa học công nghệ, thì Nga Hùng luôn luôn tìm hiểu này để làm sao để đáp ứng từng nhu cầu của thị trường, những cái nhu cầu thiết yếu của thị trường. Thì ngay chị cũng có thể thấy là đây là những cái sản phẩm được thiết kế từ gỗ công nghiệp với một cái màu trắng vô cùng là tuyệt vời. Và bên cạnh đó là một chiếc gương ngủ với một cái thiết kế cực kỳ hiện đại, nhưng cũng không kém phần ấm áp, đúng không ạ? Và trong những cái dịp Tết đến xuân sang thì siêu thị Nga Hùng đang có những chương trình tri ân và ưu đãi cực kỳ hấp dẫn đối với tất cả các khách hàng. Hàng trăm phần quà luôn chờ đợi tất cả anh chị tại Nga Hùng. Và nên tất cả anh chị ơi, hãy đến ngay Nga Hùng 140 đường Thống Nhất, thành phố Hải Dương để đón nhận chị đang chờ đợi tất cả các anh chị tại ngày hội Nga Hùng đường Thống Nhất, thành phố Hải Dương nhé.